nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn cầu sau thỏa thuận an ninh giữa Ba Lan và Ukraine. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức nổi bật xoay quanh diễn biến cuộc chiến tại Ukraine. Và không để quý vị phải chờ lâu, ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Nguy cơ xảy ra thế chiến sau thỏa thuận an ninh giữa Ukraine và Ba Lan. Chính trị gia người Pháp Florian Philippot vào hôm 8 tháng 7 đã tuyên bố rằng thỏa thuận an ninh giữa Ukraine và Ba Lan sẽ là điểm khởi đầu, có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn cầu vì nó bao gồm việc cho phép phía Ba Lan bắn hạ tên lửa của Nga. Ba Lan đã cung cấp 44 gói viện trợ quân sự cho Kiev trị giá 4 tỷ euro và đang cam kết sẽ cung cấp thêm nhiều gói viện trợ nữa trong năm nay và trong thập kỷ tới. Cụ thể là vào sáng ngày 8 tháng 7, ông Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã ký một thỏa thuận an ninh song phương nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai bên. Tài liệu này ngụ ý sự tương tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trong thời gian 10 năm tới. Các điều khoản của văn bản được hai bên ký kết cho phép Ba Lan sử dụng hệ thống phòng không để bắn hạ tên lửa của Nga trên lãnh thổ của Ukraine. Các nội dung khác của thỏa thuận cũng liên quan đến việc đổi mới và phục hồi kinh tế của Ukraine, bao gồm cơ sở hạ tầng biên giới, phát triển tiềm năng quá cảnh cũng như là các khía cạnh khác nhau về chính trị. Kiev và Warsaw cũng đồng ý thành lập quân đoàn Ukraina trên lãnh thổ của Ba Lan để đào tạo nhân sự cho quân đội Kiev. Công dân Ukraina ở Ba Lan và các quốc gia khác sẽ có thể tham gia quân đoàn này. Quân đoàn Ukraina là một đơn vị quân đội tình nguyện mới và họ sẽ tạo cơ hội cho các công dân Ukraina đang sinh sống tại Ba Lan, Litva và các nước EU khác tự nguyện tham gia bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, thì theo chính trị gia Filipov, một thỏa thuận như vậy sẽ dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu, vì Ba Lan hiện nay là thành viên của cả EU và NATO. Điều này chắc chắn sẽ kéo tất cả các quốc gia thành viên của liên minh này vào cuộc xung đột. Cho đến nay thì Ukraine đã ký 20 thỏa thuận an ninh song phương với các đồng minh của mình. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andriy Sena nói rằng chuyến thăm của ông Zelensky sẽ liên quan đến hội nghị thượng đỉnh NATO và triển vọng trở thành thành viên của liên minh này. Việc Ukraina trở thành thành viên NATO trước khi chiến tranh kết thúc dường như là điều rất khó xảy ra. NATO không có kế hoạch chấp nhận Ukraina. Cựu cố vấn của Quốc hội Mỹ James Jachet cho biết rằng hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington sắp tới đây sẽ không đưa ra một kế hoạch cụ thể cho việc Ukraina gia nhập liên minh. Việc nước này gia nhập NATO là không quốc gia thành viên nào trong liên minh này mong muốn, mặc dù ít ai dám nói thẳng về điều này. Cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sẽ xoay quanh việc hỗ trợ cho Kiev, nhưng mà cũng sẽ không đề cập nhiều đến chủ đề này. Mục đích chính của hội nghị là để nhắc nhở tính yêu việt của liên minh. Và cho thế này thì vẫn không có sự đồng thuận thực sự nào trong liên minh về các bước cụ thể để thúc đẩy Ukraine gia nhập NATO. Tại vào đó, các nước thành viên sẽ tìm những cách mới để hỗ trợ cho Kiev mà không đi sâu vào bản chất của cuộc hội nghị. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rằng Chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ là cung cấp vũ khí cho Kiev. Ông cũng lưu ý rằng các nước NATO sẽ nhất trí về gói hỗ trợ mới cho Ukraine và dự kiến sẽ chuẩn bị các thỏa thuận an ninh song phương giữa các nước trong khối và Ukraine. Trung Quốc lần đầu tiên diễn tập quân sự tại Belarus Cuộc tập trận quân sự đầu tiên của Trung Quốc và Belarus đã bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 19 tháng 7 tại một bãi tập Brest ở Belarus gần biên giới với Ba Lan. Tại bãi tập này, các binh sĩ sẽ được thực hành các hành vi đổ bộ vào ban đêm và vượt chướng ngại vật trên mặt nước tại khu vực đông dân cư. Sau khi nghiên cứu các hình thức và phương pháp mới để giải quyết các vấn đề chiến thuật trong các bài tập, các đơn vị ở một số giai đoạn sẽ được hợp nhất để hành động cùng nhau, mà sẽ không có các đơn vị riêng biệt của Trung Quốc hay là Belarus. Trước đó, thì vào ngày 3 tháng 7, tại Minsk đã diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm ngày độc lập của Belarus với hơn 6.000 người và 300 thiết bị đã tham gia. Lần đầu tiên hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander đã được trình làng, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cự ly lên tới 500 km. Ngoài ra thì công chúng còn được chiêm ngưỡng máy bay không người lái Garen 2, hệ thống phòng không S-400 Chium. Vào cuối tháng 6 vừa qua, một cuộc điều tra đột ngột về khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang đã bắt đầu tại Belarus. Sau đó thì có thông tin cho rằng các đội hình quân đội tại các bãi huấn luyện ở vùng Boris và Gomel đã thực hành chiếm khu vực được chỉ định. Huấn luyện kỹ thuật sau đó thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Việc kiểm tra tương tự ở Belarus cũng đã xảy ra vào tháng 3 và tháng 1 vừa qua. Ngoài ra, bộ tổng tham mưu Belarus cũng đã thảo luận về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga đã triển khai vào năm ngoái. Gần đây, tình hình tại biên giới giữa Belarus và Ukraine đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Vào ngày 28 tháng 6, ủy ban biên giới nhà nước Belarus đã báo cáo rằng các đơn vị của quân đoàn tình nguyện Nga đang đóng tại vùng Zhytomyr của Ukraine, sát biên giới với Ba Lan đang tiến hành các hoạt động chính sát ngày một nhiều hơn. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Pavel Maruveko đã cho biết, tình trạng đáng báo động cũng đã phát triển ở biên giới với các nước NATO, đặc biệt là biên giới Ba Lan. Theo Bộ Quốc phòng Belarus, Liên minh quân sự đã tập trung 10 tiểu đoàn chiến thuật tại khu vực biên giới, trong đó có 6 tiểu đoàn của Mỹ với số quân đã vượt quá 20.000 người. Một số nhà phân tích cho rằng Ukraine không quan tâm đến việc phải đối đầu với Belarus vì Kiev khó có đủ sức mạnh trong mặt trận thứ hai tuy nhiên thì không loại trừ khả năng các nhà quản lý phương tây vẫn có thể cố gắng để kích động cuộc xung đột nhằm buộc nga phải can thiệp và phân tán tài nguyên của mình và trong điều kiện như vậy thì những gì đang xảy ra tại biên giới belarus và ukraine chỉ đơn giản là một nỗ lực nhằm chọc tức minsk hoặc là chuẩn bị cho một hành động khiêu kích tiếp theo bản thân chính quyền kiev khó có thể quyết định về những hành động khiêu kích thực sự mục tiêu chính là cho phương tây thấy rằng trước thêm hội nghị thượng đỉnh nato ukraine vẫn có đủ sức mạnh và phương tiện để không chỉ tự vệ bản thân, mà còn tạo ra những vấn đề mới cho Nga và chính các đồng minh. Đồng thời mở rộng địa lý của cuộc xung đột. Rõ ràng người ta tin rằng một chiến dịch thông tin như vậy sẽ khuyến khích người Mỹ và người châu Âu tích cực giúp đỡ kế ép hơn. Trung Quốc bắt giữ và xét xử hàng chục người Đài Loan Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đài Loan, ông Thái Minh Ngạn vào hôm 8 tháng 7 đã cho biết, Kể từ năm ngoái, đã có 15 công dân Đài Loan đã bị chính quyền Trung Quốc giam giữ và thẩm vấn khi nhập cảnh vào Trung Quốc. Các công dân từ Hồng Kông và Macau cũng đã bị giam giữ ngày một nhiều hơn từ cơ quan này. Chính quyền Bắc Kinh gần đây đã đưa ra các quy định mới để trừng phạt Đài Loan. Các chuyên gia đã mừng nước cảnh báo du lịch Trung Quốc đối với các công dân từ Đài Loan, Hồng Kông và Macau lên mức cao nhất. Theo Liberty Times, Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Viện Lập pháp đã mời Cục An ninh Quốc gia, Hội đồng các vấn đề về đại lục Cục điều tra và các cơ quan khác đã báo cáo về mô hình và phản ứng gần đây về sự xâm nhập của chính quyền Trung Quốc vào Đài Loan. Nhiều nhà lập pháp Đài Loan đã đặt ra câu hỏi rằng sau khi luật an ninh quốc gia của Trung Quốc có hiệu lực thì liệu người Đài Loan đi du lịch đến Trung Quốc đại lục có nguy hiểm hay không. Ông Thái Minh Ngạn đã chỉ ra rằng chính quyền Bắc Kinh đã ban hành luật phản gián vào tháng 7 năm ngoái và luật bảo vệ bí mật vào năm nay. Điều này thực sự cần cảnh báo đối với người dân Đài Loan về những rủi ro khi mà họ kinh doanh và đi du lịch tại Trung Quốc. Cũng theo ông Ngạn, Cục An ninh Quốc gia tôn trọng quyết định nâng cấp tín hiệu đèn lên màu cam của Hội đồng các vấn đề đại lục, đồng thời cảnh báo du lịch quốc tế cũng đã được đưa ra. Có thể thấy rằng, luật pháp của chính quyền Bắc Kinh rất mơ hồ, vì khi người Đài Loan sang Trung Quốc, một số người sẽ bị chính quyền Bắc Kinh xếp vào nhóm có nguy cơ cao. Ví dụ, những người đã từng phục vụ trong các cơ quan chính phủ, đặc biệt là hệ thống an ninh quốc gia hoặc tình báo quân sự. Thậm chí là những người chỉ trích nền tự do dân chủ của Đài Loan cũng sẽ bị đưa vào nhóm có nguy cơ cao. Hoặc là những người đang làm việc trong các ngành công nghệ cao liên quan đến chip điện tử hay là IT cũng sẽ là đối tượng thẩm vấn và giam giữ của Bắc Kinh. Bên cạnh đó, thì Cục An ninh Quốc gia Đài Loan đã nhận thấy rằng các đơn vị cảnh sát biển của Trung Quốc cũng không chỉ hoạt động tại eo biển Đài Loan, mà còn hoạt động tại eo biển Hoa Đông và Biển Đông. Bao gồm cả tàu tuần dương có trọng tài 10.000 tấn cũng đang tuần tra xung quanh vùng biển của Nhật Bản, và các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và Philippines tại biển Đông. Ngoài ra, các nhà lập pháp Đài Loan cũng đang chú ý đến một phóng viên của Tân Hoa Xã do nhà nước Trung Quốc điều hành bị nghi ngờ là theo dõi chương trình bình luận chính trị của Đài Loan. Các nhà lập pháp lo lắng rằng chính quyền Trung Quốc đang dùng công cụ mạng để đầu độc người dân Đài Loan, đặc biệt là giới trẻ. Hiện thì có hơn 5 triệu người đã dùng TikTok tại hòn đảo này. Ngoài ra thì việc sử dụng bộ định tuyến do Trung Quốc sản xuất gần đây trong một số trại quân sự quốc gia cũng đã thu hút sự chú ý từ thế giới bên ngoài về các vấn đề an ninh thông tin. Chính quyền Trung Quốc xả lũ không báo trước gây thiệt hại lớn cho người dân Gần đây thì nhiều nơi tại Trung Quốc đại lục đã xuất hiện mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng. Trên mạng xã hội nước này đã rộ lên một tin đồn 87 hồ chứa nước ở Bình Giang, Nhạc Dương của tỉnh Hồ Nam đã đồng thời xả lũ mà không báo trước, khiến cho 30.000 người đã thiệt mạng. Theo video và ảnh chụp từ màn hình do kênh Giang Đông công bố, nhiều hồ chứa tại Bình Giang, Hồ Nam xả lũ cùng lúc và toàn bộ huyện Bình Giang đã bị ngập. Theo thống kê chưa đầy đủ, khoảng hơn 30.000 người đã mất tích. Trong thảm họa này, các phương tiện truyền thông chính thức đều im lặng, còn chính phủ thì bận rộn với việc chặn tin tức. Người đăng tải video cho biết, chính phủ Trung Quốc chặn thông tin và không thông báo kịp thời cho người dân khi mở cửa xả lũ, để xả lũ sẽ gây ra thảm họa rất lớn cho người dân. Một số cư dân mạng đã nhắc nhở rằng, việc này xưa nay vẫn thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc. Thường nguồn mở cửa xả lũ mà không báo cho Hạ Liêu vì sợ gây hoang mang cho Hạ Liêu. Nhưng mà sau đó, tổn thất ở Hạ Liêu sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Lượng mưa lớn khiến cho gần một phần ba thành phố cũ Bình Giang đã bị ngập lụt. Hơn 2.600 cây cầu và nhiều đường xá trong huyện đã bị cuốn trôi hoặc bị ảnh hưởng nặng nề, gây thiệt hại kinh tế lên tới 200 triệu nhân dân tệ. Hội chức thập đỏ địa phương đã đưa ra thông báo công khai về việc trợ giúp xã hội, cho rằng thảm họa này là chưa từng có và mong mọi người giúp đỡ. Tuy nhiên, sự kiện quyên góp này đã gây ra cuộc thảo luận rất mạnh mẽ trên mạng xã hội. Giới truyền thông phân tích rằng lũ lụt ở nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc thực chất không phải là thiên tài, mà đó chính là nhân tài. Chính quyền địa phương có thể xả lũ trước, nhưng mà họ không sẵn lòng làm như vậy chỉ vì mục đích là kiếm tiền. Nhiều cư dân mạng cho rằng nếu như số tiền quyên góp thực sự có thể đến tay những người cần giúp đỡ, thì họ sẽ sẵn sàng quyên góp. Nhưng mà nhiều khi phần lớn số tiền đó sẽ rơi vào túi của các quan tham. Một số cư dân mạng cũng đặt ra câu hỏi rằng tại sao trách nhiệm cứu trợ thiên tai lại đổ lên người dân thay vì chính phủ. Trên thực tế thì chính phủ nên đóng vai trò chủ đạo trong thời điểm quan trọng này và phân bổ kinh phí để cứu trợ các nạn nhân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.